từ khi nhớ gian phân đời là em đã từng đang nằm rồi á, không thể quan tâm ai cho nó bấm trước nè, anh đi nghe rồi mai bên sông tình chị Diệu sẽ là người nhà bước dân vô nhà vui á, thì con phải bước qua cái lỡ lòng lòng này nè, hát hiu hiu hoài sầu cô em hạnh phúc đi con, lối xưa tình ta dấu buồn thắt theo bên đường như cánh giạc khuya kêu sầu kêu thương. Có bọn có bóng ơi nhà ơi có hay tôi buồn, bóng ơi cảm con không muốn tiếp tục sống tàn cánh dòng tố cuộc anh đời bảo, tôi em xin anh. Anh cứu em đi. Con mộng đang sao người sao đôi ta ân tình vì đâu trơ mặt bối. Tại sao lại nhớ tôi? Người sao qua vô tình mặt dở dang đời. Rồi, con làm xong hết rồi đó bác. Giỏi quá. À quên nữa, trưa nay ở lại ăn cơm với bác với mấy đứa con bác nha. Dạ, thôi để bữa khác đi bác. Lát nữa con phải ra chợ coi tìm giùm má con đi công chuyện rồi. Ờ, thôi vậy cũng được. Dạ. À bác ơi, bác có cần mua gì không? Sẵn con ra chợ con mua giùm cho bác luôn. Thôi khỏi đi con, bác cứ nhờ giả con hoài, riết rồi bác ngại lắm. Ừ, bác nói vậy là con buồn lắm á. Con là con cháu trong nhà mà, bác đừng có ngại nha bác. Ờ, bác biết rồi. Con đã nhận được tiền má gửi lên chưa? Nhớ ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe nha con. Má và hai anh con vẫn khỏe, có điều má lo lắng cho anh hai con lắm. Nó không được thông minh nhanh nhẹn như người ta. Má sợ đám con gái trong làng này lợi dụng anh con. Đó, giờ rồi con Diệu dụ dỗ làm sao không biết nữa. Anh hai lấy của nhà mình đem cho nó. Thiệt là má buồn hết sức vậy đó. Ai nói anh hai mình không thông minh? Chỉ tại anh hiền lành thôi chứ bộ. Không ai có thể lợi dụng được anh hai của mình đâu. Mình tin là như vậy. Mùa xuân sang có qua anh đào. Trời ơi, nó về rồi đó. Quý nó về rồi đó. Mùa thu sang có hoa đào anh. Anh Đạt. Mất tiêu hoa đào anh. Anh Đạt. Trời ơi thiệt. Anh Đạt hết sức vậy đó. Cẩn thận chứ. Anh lại uống rượu say nữa hả? Ủa mới tới chơi hả Kim Mỹ? Em mới tới chơi hả Mỹ? Dạ. Anh ngồi xuống ghế đi. Má. Trời ơi, sao anh say dữ vậy? Ê, bậy à. Em mà nói tầm bậy á, là phạt em một ly. Tại vì nói bậy. Nghe, phạt. Nói bậy. Ủa, con quên má, con quên. Ai nói anh say? Em nhìn mặt đi. Kiểu má làm chứng nè. Anh là tỉnh queo luôn á. Phải rồi, mày tỉnh lắm. Đó, đó, thấy không? Má nói đúng điều nè. Điều á. Chứng sao? Thì đi nhậu tới khuya. Sáng thì ngủ dậy trưa trời, trưa trật. Vậy xong á rồi đi nhậu tiếp. Cái mặt lúc nào cũng nhừ tử tương hết á. Trời ơi làm ơn đi con. Mày lấy vợ đi để vợ con nó quản lý con. Chứ má giờ má mệt lắm rồi. Mà má muốn con cưới vợ. Má nói thiệt hay là má nói giỡn? Má nói chơi với con bao giờ. Suốt ngày cứ chơi bời lêu lỏng. Má chỉ mong con cưới vợ sanh con ha. Để con thay đổi cho má nhờ ha. Nếu mà má muốn con cưới vợ á, con sẽ cưới vợ cho má vừa lòng. Cưới nói sao? Đã con đồng ý cưới vợ rồi phải không? Lấy Kim Mỹ phải không? Ai? Má nói là con lấy ai? Lấy Kim Mỹ. Lấy Kim Mỹ hả? Ừ. Kim Mỹ. Anh á là có má ở đây, anh sẽ cưới em.
làm cho má anh vui lòng. Mà anh hứa luôn á, anh mà làm đám cưới á là lớn nhất ở cái làng này luôn. Lớn nhất, đúng không má? Đúng. Má sẽ làm đám cưới cho con thiệt là lớn nhất ở đây luôn. Con á là con nói thiệt á, trong cuộc đời này á là con thương má nhất. Nhất ở trên đời luôn á. Trời ơi, Mỹ ơi, đỡ nó đập nó. Dạ. Đỡ nó. Dạ. Trời ơi, cái thằng giật giật này thiệt là. Má, đưa nó vô trong buồng cho nó ngủ đi. Má phải nhớ là má kêu con cưới Kim Mỹ à. Cưới Kim Mỹ thì con cưới Kim Mỹ. Trời ơi, cái thằng này nó thiệt cưới là Kim Mỹ. Cưới Kim Mỹ. Quá trời đi thiệt. Ê Diệu, ở nhà tôi á còn nhiều mẫu thiêu đẹp lắm. Hôm nào rảnh tôi đem cho Diệu ha. Cảm ơn em. Cảm ơn cái gì, tôi với bà là bạn mà. Chào chị Trâm. Chào Diệu. Hai người đi chợ hả? Sẽ gặp hai cô ở đây á. Tôi có chuyện này muốn nhờ hai cô giúp tôi. Hai cô không phiền lòng chứ? Có gì á thì chị cứ nói đi. Thật ra sắp tới đây á là đám cưới của tôi với lại anh Đạt. Hôm đó nếu mà hai cô rảnh á thì qua giúp tôi một tay được không? Thiệp mời á thì nay mai tôi sẽ gửi cho hai cô. Hen. Được rồi, chị đã mời thì nhất định tôi sẽ tới. Cảm ơn nhiều. Chào hai cô nha. Ý quên, sẵn tiện cái nhận luôn hai cô thêm chuyện nữa được không? Chị nói đi. Hai cô làm ơn nói lại với lại mấy cái đứa nào mà nó có tình ý với lại anh Đạt chồng của tôi á, khôn hồn á thì tránh nó cho xa. Từ nay trở đi á, đứa nào mà chàng ràng trước mặt chồng của tôi á là không có yên với tôi đâu. Hết rồi. Diệu ơi, vậy là anh Đạt cưới Kim Mỹ thiệt rồi hả Diệu? Chắc là vậy rồi. Bộ Trâm chưa quên được anh ta hả? Tôi cũng muốn nghe lời Diệu lắm, muốn quên anh ta. Nhưng mà trong bụng của tôi đã mang giọt máu của anh ta rồi. Ủa, tiền gì vậy anh? Hôm trước anh mượn tiền em, hôm nay anh dành dụm được nhiêu đây, anh trả trước cho em. Còn số còn lại anh sẽ... Anh coi em là người lạ hả? Không phải, anh không muốn làm em hiểu sai tình cảm của anh. Anh không muốn người ngoài dị nghị. Người ngoài dị nghị thế nào em không có quan tâm. Em chỉ biết là em thương anh, và anh cũng thật lòng thương em. Chúng ta giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, đó là chuyện đương nhiên. Anh đừng có băn khoăn những chuyện đó. Nhưng mà tiền anh mượn em, anh phải trả chứ. Em biết rồi, nhưng mà khi nào anh làm có nhiều tiền đã. Còn bây giờ anh cứ giữ lấy chỗ này để mà xài đi. Loan à, em tốt với anh quá. Anh không thể tìm được cô gái nào tốt với anh hơn em được nữa. Không có gì đâu anh. Thôi ăn cơm đi em. Mình thiệt là cao cơ. Mình đã đi trước một bước thành công rồi. Nhưng mà mình thiệt là tệ. Loan đối xử tốt với mình như vậy, vậy mà mình vì công danh sự nghiệp, anh phải đành có lỗi với em thôi. Tha lỗi cho anh nha Loan. Đồ ăn ngon lắm, sao anh không ăn đi? Anh ăn. Vậy rồi giờ Trâm tính sao? Tôi cũng không biết tính sao nữa. Chắc tôi chết quá Diệu ơi. Không được nghĩ tầm bậy. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết hết á. Mà Trâm đã nói chuyện này cho anh Đạt biết chưa vậy? Mấy lần tôi muốn nói, nhưng mà anh Đạt á
cứ tìm cách tránh mặt tôi hoài à. Diệu ơi, nếu như mà anh biết tôi có con với ảnh, anh sẽ cưới tôi, anh sẽ không cưới Kim Mỹ, có đúng không Diệu? Tôi cũng không biết nữa. Không được, tôi không thể để con tôi mất cha. Tôi phải đi nói cho má anh Đạt biết mới được. Khoan đã, Trâm phải suy nghĩ cho thật kỹ chứ. Chuyện này mà đổ bể ra, Trâm sẽ là người thiệt thòi đó. Vậy bây giờ tôi phải làm gì hả Diệu? Theo tôi nghĩ á, Trâm cứ mạnh dạn nói cho anh Đạt biết đi, coi coi ảnh sẽ giải quyết như thế nào. Diệu nói cũng đúng, nhưng mà tôi làm cách nào để gặp anh Đạt? Tôi sẽ giúp Trâm. Tôi mang ơn Diệu nhiều lắm luôn á. Khùng quá, bạn bè không à. Thôi bây giờ Diệu đi hẹn với anh Đạt, còn Trâm á ra vườn trái cây nha. Anh Đạt ơi, anh Đạt. Diệu qua đây. Diệu, em tới đây để gặp anh hả? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh. Thì ra lâu nay cô em làm cao, bây giờ nghe mình sắp cưới vợ nên cuống cuồng lên đây. Anh rất là muốn nghe cái chuyện quan trọng đó, em nói đi. Ở đây á không có tiện nói, anh có thể đi với tôi một chút được không? Được quá chứ, dĩ nhiên là được rồi. Em muốn anh á đi theo em đến cùng trời cuối đất anh cũng đi nữa. Thôi mình đi em ha. Bây Đạt ngại nữa. Tao mới dằn mặt mày, mày giờ mày quyến rũ anh Đạt của tao nữa hả? Đừng có hòng. Anh Đạt phải là của tao, phải là của tao. Anh Đạt, anh thấy chỗ này có quen không? Chờ anh với Diệu. Trâm. Anh Đạt. Chuyện quan trọng mà em muốn nói là chuyện này sao? Tôi xin lỗi, tôi không còn cách nào khác. Hai người nói chuyện với nhau đi, tôi xin phép. Diệu. Anh Đạt. Có chuyện gì vậy? Anh Phát ơi. Má. Thằng Đạt nãy giờ có qua đây không? Dạ không má, con không thấy. Cái thằng thiệt tình, nó bỏ phế hết công chuyện cho người làm. Sáng nay á, nó nói với má là nó tới nhà máy Sóng Đình. Vậy mà tao mới ghé nhà máy có thấy nó đâu. Còn con, mọi việc ở đây sao rồi? Dạ bình thường má. Rồi mấy người thiếu nợ trả hết chưa? Dạ gần hết. Còn ai nữa? Dạ chị Đào. Mấy ngày nay con chị bệnh, chắc là ở nhà chị lu bu quá má. Con nó bệnh thì liên quan gì tới mình? Chút nữa kêu thằng Tý á chạy qua bển đời cho tao.
Trời ơi, đáng bao nhiêu đâu. Vài bữa nó chỉ trả mà má. Con đó, má đã dặn bao nhiêu lần rồi, cứ cái thói nhẹ dạ vậy hoài. Thôi, đi vô lấy sổ sách ra đây cho má kiểm tra coi. Dạ. Chắc lẽ là em làm rồi đó. Làm sao mà có thay được, anh cẩn thận lắm mà. Em không có làm đâu. Tháng này em bị mất kinh rồi. Anh Đạt, anh sẽ cưới em chứ. Anh không thể nào bỏ rơi con của mình được. Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà chưa có gì là chắc chắn mà. Anh nghĩ là chắc là nó trùng hợp thôi. Nhưng nếu chuyện đó là thật, anh tính sao đây? Thì cứ để tới đó đi rồi tính. Được rồi, một lát nữa em sẽ đi bệnh viện khám cho rõ ràng. Nè, em cầm lấy rồi đi khám đi. Nếu mà là tiệc á, thì tốt nhất em nên giải quyết đi. Anh bận việc rồi, anh đi nha. Anh Đạt à. Em không cần đâu. Anh giữ đi. Thôi, anh bận quá, anh đi nha. Anh Đạt, anh Đạt. Bà hai mà biết được con nhỏ Trâm mang bầu với anh Đạt, không chừng bà cưới nó cho anh Đạt cũng nên. Không đâu, mình không để chuyện đó xảy ra. Tao sẽ không để yên cho mày đâu Trâm à. Mày giỏi lắm. Mày định ăn già chồng tao đó hả? Tôi... Mày đừng có già mồm lẻo mép. Mày đừng tưởng nó mày qua mặt được tao. Đồ con gái hư hỏng, chưa được cưới hỏi mà mày đã ăn nằm với đàn ông rồi. Mày có ngu á thì mày chịu. Đừng có tưởng tụi này dễ mắc lừa. Tôi không có lừa. Thật ra trong bụng tôi đang mang giọt máu của anh Đạt mà. Vinh hạnh lắm hay sao mà mày muốn khoe khoang? Muốn khoe chứ gì. Được, tao dẫn mày đi khoe cho cả làng này biết. Đi, đi. Đây là chuyện riêng của tôi với anh Đạt, không liên quan tới chị. Mày nói nghe lạ quá. Chuyện của chồng tao mà mày nói là không liên quan tới tao hả? Chị với anh Đạt chưa cưới hỏi gì mà. Nhưng mà má anh Đạt đã đem chầu rượu tới hỏi cưới tao rồi mà biết chưa. Tao nói cho mày biết, cho dù trong bụng của mày á có 10 đứa con của anh Đạt á, thì mày cũng đừng có hòng đặt chân vô nhà của ảnh. Không hùng thì tự lo thân đi. Chị nói gì tôi cũng không tin đâu. Anh Đạt thương tôi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi và bỏ rơi con của ảnh đâu. Mày nói gì hả con kia? Mày chọc gan tao chứ gì hả mày? Tao cho mày biết tay. Mày, mày hết. Mày chết nè. Mày hả? Tôi sẽ cho cả làng biết là mày mang thai luôn. Là tụi mày chút lấy á, không phải tao, tao không biết gì hết. Có ai không? Nói rồi đó, ai cần trấu thì bán cho họ, tuyệt đối là không có cho không ai bất cứ cái gì, nhớ chưa?
Dạ con nhớ rồi. Nhớ mà có làm theo không? Mặc dầu bán 1-2 bao trấu không có bao nhiêu tiền, nhưng mà tích tiểu thành đại, tụi nó biết con dễ tính. Hết đứa này xin tới đứa khác xin. Hèn gì tháng này không có bán được bao nhiêu tiền trấu hết trơn á. Má dặn làm ơn nhớ làm theo dụng cái. Nhớ chưa? Dạ. Má về à? Tới. Dạ. Chở tao về. Dạ. Dạ. Nè con á. Dạ. Coi thằng Đạt nó ở đâu. Kêu nó về gấp á, đi gặp má liền. Dạ. Về tí. Dạ đi bà. Trâm ơi, cố lên Trâm. Xíu nữa là tới rồi. Cố lên. Cố lên Trâm. Diệu. Diệu. Diệu ơi Diệu. Anh Phát. Hả? Anh vừa trầm tới trạm xá phụ gì cô vậy? Đi. À, rồi. Bây giờ đây. Cẩn thận đó. Đi kể đi. Anh thấy sao? Khá lắm. Em mới học chưa được bao lâu mà đàn được như vậy là giỏi lắm rồi. Tại vì em may mắn gặp được một ông thầy vừa tài giỏi lại vừa có tâm nữa. Không phải đâu, căn bản là nhờ em có tố chất chứ bộ. Anh Hiệp nè, anh có biết là mỗi khi em được nhìn thấy anh hát trên sân khấu, em ước gì mình là người đánh đàn cho anh. Dễ thôi mà, bây giờ em đàn đi, anh sẽ hát cho em nghe. Thôi đi, em sợ mình làm hư mất giọng hát của anh. Không có sao đâu, em cứ đàn đi. Anh hát, em thích bài nào? Anh nói thiệt hả? Anh nói thiệt mà. Sao vậy em? Nhưng mà thôi đi, để em tập thêm một thời gian nữa. Bây giờ em chưa có tự tin lắm. Em thiệt là. Loan à, anh muốn nói với em một chuyện. Càng ngày anh càng không muốn rời xa em một phút giây nào hết. Bởi vậy anh muốn dọn sang ở bên đây để có nhiều thời gian chăm sóc cho em hơn. Em thấy sao hả Loan? Em xin lỗi anh, chắc là không được rồi anh ơi. Tại sao vậy em? Hay là em không muốn chúng ta gần gũi nhau hơn? Không có. Lúc nào em cũng muốn được ở bên cạnh anh hết. Nhưng mà bây giờ em còn đang đi học, tụi mình lại chưa phải là vợ chồng nữa. Em sợ sống chung một nhà có nhiều lời dị nghị không hay đâu. Nhưng mà anh nhớ có lần em nói là em không quan tâm những lời dị nghị bên ngoài, chỉ cần chúng ta yêu thương và hiểu nhau là đủ rồi. Nhưng mà đó là một vấn đề khác, em mong anh hiểu cho em. Thôi không sao hết, tại anh muốn được ở gần em thôi. Em biết, nhưng mà em không có dám. Trời má mà biết được á, chắc em chết luôn á. Anh đã nói rồi, không sao hết. Coi như là anh chưa nói gì nha. Em học đàn tiếp đi. Diệu, cô Trâm, cô không sao chứ cô Diệu? Tại vì tôi lo quá cho nên là tôi cảm ơn anh Phát nha. Cũng may gặp anh đưa Trâm vô trạm xá kịp, cho nên bây giờ Trâm qua nguy hiểm rồi. Tôi với Trâm cảm ơn anh nhiều. Cô Diệu, có phải chuyện của cô Trâm có liên quan tới
thằng Đạt em tôi không? Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Anh hãy quên chuyện này luôn đi. Tôi xin anh hãy giữ gìn danh dự cho Trâm, đừng khơi lại chuyện đau lòng của Trâm nữa. Ờ, tôi biết rồi. Yên tâm đi, tôi không nói với ai đâu. Nè, tôi nhất định làm đám cưới cho tụi nó thiệt lớn, để nở mày nở mặt hai bên. Chị thấy được không? Ý tôi cũng vậy đó chị. Tôi cũng có duy nhất một đứa con gái à. Sau này nó đi lấy chồng á, không được làm qua lo sập xệ được đâu chị. Đúng là chị em mình á, thiệt là hợp nhau. Nói thiệt với chị, cưới được con Kim Mỹ về làm dâu, tôi mừng lắm. Hai nhà đã thân rồi phải không? Bây giờ càng thêm thân. Tôi cũng mừng, không có khác gì chị. Nhưng tôi suy nghĩ tính tình của cháu Đạt thì tôi không khỏi lo âu cho Kim Mỹ con gái của tôi. Ôi, chị đừng có lo. Thằng Đạt bây giờ á, nó cũng chán chuyện ăn chơi rồi. Tôi đảm bảo với chị nghe, cưới vợ về rồi á, nó sẽ lo chí thú làm ăn, nó lo cho vợ con nó đàng hoàng. Chị đừng lo. Tôi tin tưởng chị, nhờ chị nhắc nhở giùm cho con gái nhà tôi á, nó không phải chịu ấm ức. Ừ, cái chuyện đó chị khỏi lo. Tôi thương con Kim Mỹ á hả, coi như con gái ruột của tôi trong nhà vậy á. Không đời nào mà tôi để cho nó khổ sở thiệt thòi đâu mà chị lo. Tôi gửi con gái tôi cho chị. À, được rồi, chị yên tâm. Dạ. Bà Kim Anh, bà Kim Anh ơi. À, dạ, chị còn chơi một chút. Tôi có khách kiếm nha chị. Ờ, được rồi, chị dạ, đi dạ. Đi. Ờ, tôi nghe nè, ra liền. Dạ, dạ. Cho tới hôm nay mà tiền lời, tiền lãi gì không thấy gì hả? Dạ, dạ, chị làm ơn nói nhỏ nhỏ giùm. Nhỏ cái gì mà nhỏ, nhỏ lớn lên. Dạ, để tôi hứa với chị, chiều nay tôi sẽ ghé nhà hai chị tôi trả tiền nha. Hứa là phải giữ lời đó nha. Dạ, chị nói nhỏ một chút. Chị ơi, buôn bán bây giờ thiệt là mệt vậy đó. Mới vừa đặt hàng của tôi xong á, giờ nó hối mình liền à. Ừ. Mình không ngọt ngào chiều theo á thì mình mất khách. Ừ. Mở nhà máy xay lúa như chị á, còn vậy mà khỏe re phải không? Trời ơi, khỏe gì đâu chị ơi. Cái nghề nào á, nó cũng có sự vất vả riêng của nó. Tôi có hai thằng con trai đó chị thấy không? Mà hai thằng á, được mặt này thì mất mặt khác. Vì vậy tôi đâu có yên tâm mà giao nhà máy cho tụi nó quản lý đâu chị. Nói gì thì nói, chứ mấy cái chuyện quản lý á, con Kim Mỹ nhà tôi nó giỏi lắm đó chị. Thì đó, tôi chấm cái nét nhanh nhẹn của con Mỹ đó. Dạ. Thành ra tôi mong tôi cưới nó mau mau về cho thằng Đạt. Đám cưới rồi hả, tôi giao hết cho vợ chồng nó quản lý. Tôi lớn tuổi rồi, không kham nổi nữa. Bởi vậy tôi nói thiệt với chị nha, tôi không phải khoe con gái tôi đâu. Nó là đứa con duy nhất của tôi, mà nó lại là con gái nữa. Tôi cũng tự hào về nó lắm đó nha. Tôi đi coi thầy bói á, chỗ nào cũng nói á, nó có tài tổ chức. Nào giờ sổ sách ở tiệm á, tôi giao cho nó hết trơn à. Nói thiệt nha, chị thiệt là có phước á. Dạ, 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 mà chị uống nước. Dạ, dạ, à, được rồi. Anh hai, sao mà ở nhà máy, về đây chi vậy? Tao có công chuyện, sao mày ở nhà? Anh quên là hôm nay á, là má biểu á, tôi ở nhà chở Kim Mỹ đi thử áo cưới sao? Ờ, tao quên. Lấy vợ rồi á, ráng mà sống cho đàng hoàng, đừng có làm khổ con gái nhà người ta nữa. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng mà tại sao á anh lại khuyên tôi những lời đó vậy? Tôi nói cho anh biết, nào giờ á tôi chỉ toàn làm cho con người ta sướng thôi. Tôi đâu có làm khổ ai đâu. Mày làm cái gì á thì mày tự biết. Sống ở đời, ráng tích đức cho con cháu của mày sau này đi. Ông anh nhà mình á
đúng là lẩm cẩm. Anh Đạt ơi, anh Đạt, em xong rồi nè, tụi mình đi đi. Ờ. Thằng này thấy tình luôn. Về quê định hôm nào lên vậy? Rồi nói Thái ra bánh xe canh Thái đóng cho. Thôi không cần đâu, có anh Hiệp ra đón Loan rồi. Cảm ơn Thái nha. À mà Thái có nhắn gửi gì về nhà không? Nhắn đi, Loan nhắn giùm cho. Chắc là không đâu, tuần sau Thái cũng về quê rồi, chắc không nhắn gửi gì đâu. À Loan nè, cho Thái gửi lời chúc mừng tới anh ba của Loan nha. Ừ, đang nhớ rồi. À, Thái nè. Ừ? Anh ba của Loan cưới vợ hả? Làm Loan bất ngờ luôn. Loan không thể ngờ là anh cưới chị Mỹ á. Mà anh Hiệp đi đâu nãy giờ chưa về vậy ta? Loan à. Hả? Thái có chuyện này muốn nói với Loan mà đắn đo hoài mà không biết có nên nói với Loan không. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Thì cái chuyện của anh Hiệp á. Anh Hiệp mà chuyện gì mới được? Loan có tìm hiểu kiểu gì anh Hiệp chứ vậy? Sao Thái lại hỏi Loan câu đó? Dĩ nhiên là Loan hiểu rất rõ về anh ấy rồi. Có phải là hiện nay Loan với anh Hiệp đang yêu nhau đúng không? Ừ, Thái à, tụi mình tuy là bạn thân nhưng mà đâu có nhất là những chuyện riêng tư của Loan Loan phải nói cho Thái nghe đâu. Thái biết là mình vô duyên lắm, mình thiếu tí nhị, nhưng mà thật sự là Thái rất lo cho Loan đó. Lo? Thái lo cái gì? Loan có biết là anh Hiệp đã có người yêu rồi không? Biết. Anh Hiệp đâu có bao giờ giấu Loan chuyện gì đâu. Loan biết mà Loan vẫn chấp nhận yêu anh Hiệp hả? Có gì quan trọng đâu, tất cả chỉ là quá khứ rồi mà. Một người tài hoa như anh Hiệp á, nếu mà nó chưa có người yêu thì mới là lạ đó. Theo những gì mà Thái biết á, là anh Hiệp hiện đang cặp kè với một cô ca sĩ nào đó. Em sao vậy? Kêu anh đưa ra bến xe để về quê, suốt trên đường đi không nói với anh câu nào hết, tự nhiên đòi vô đây. Vô đây cũng không thèm nói chuyện với anh là sao? Anh Hiệp, có phải là anh đang lừa dối em không? Em nói gì anh không hiểu? Anh lừa dối gì em? Anh không thật lòng với em, anh nói dối em. Đúng, đúng là anh có nói dối em. Trời ơi, anh thiệt là tàn nhẫn mà. Anh chưa dám nói vì anh sợ em buồn, chứ lúc nào anh cũng muốn ở gần bên em hết. Bất đắc dĩ lắm anh mới phải chuyển đi, tại vì ở chỗ mới anh không có tốn tiền thuê nhà. Mong em hiểu cho anh. Anh đang nói cái gì vậy? Chứ không phải em đang đề cập tới chuyện anh đang tính âm thầm chuyển nhà trọ hả? Chuyển nhà trọ? Tại sao lại chuyển? Em biết rồi, vì cô ca sĩ đó đúng không? Cô ca sĩ nào? Thì cái người mà anh đang cặp bồ đó. Trời ơi, Loan ơi là Loan, em hiểu lầm rồi. Nãy giờ em đang ghen đó hả? Anh nói vậy là sao? Cái cô ca sĩ đó là em bà con của anh mà, bồ bịch gì đâu. Anh nói thiệt lòng không? Nếu mà em không tin á, anh sẽ thề với em. Thôi,
em tin rồi. Nhưng mà sao hồi nãy anh nói là anh không thật lòng với em? Thì hai đứa mình mỗi đứa nói một chuyện hoàn toàn khác nhau mà Loan. Đồ mất dạy. Nhà này không có đứa còn hương thân bất đế như mày. Đi, đi chung khoan băng tàu. Tía ơi, tía tha tội cho con đi. Đi. Con biết tội rồi mà tía ơi. Tía thương con đi tía. Đi ra, đi. Tao không có đứa con mất đế như mày. Nuôi cho mày không lớn như vậy á, rồi mày bôi tròn trán trấu vô mặt tao với má mày. Đi cho khỏi mặt tao, đi, đi. Thôi mà ông, con dạy thì phải mang. Ông có đánh có giết nó thì cũng đâu có lấy lại được thanh danh đâu. Thôi ông thương con đi ông. Tôi năn nỉ ông mà. Lần cuối cùng á, từ nay về sau không có đứa con gái này. Bà có thương nó, cuốn gói theo nó đi. Đi, đi nhanh lên đi. Đi, đi không phải thảo. Ông ơi, tôi năn nỉ ông mà. Đi, thôi mà. Nè, mua ra. Cũng nhiều quá hai hen. Ừ, năm nay trúng mùa mà. Bông lúa nào á hả? Cũng nặng hàng hết trơn á. Em tráng mót hết vụ này, chắc cũng bộn hay hai hen. Ừ, mà nghe hai dặn nè, em chỉ lụm những gì á mà còn sót thôi, tuyệt đối không được bất trộm của người ta nghe không? Út nhớ mà. Má có dặn hai chị em mình á, nghèo cho sạch, trách cũng phải cho thơm. Ba mất sớm thì còn có má, không có làm gì để người ta nói mình là con mất dạy, đúng không hai? Ừ, cưng nhớ những lời má dạy, vậy là tốt rồi đó. Nhớ là chị em mình không được làm gì cho má buồn nghe không? Dạ, em biết rồi. Ủa, chị Trâm tới kìa hai. Ủa, Trâm. Ừ, Hiền, cưng chạy ra quán mua giùm hai nửa ký đường nha. Dạ. Nè, tiền nè. Đi đi, đi giùm chị đi. Dạ, hai em đi, chị Trâm ở lại chơi với chị hai em nha. Ngồi xuống đây. Trâm sao vậy? Ủa, Trâm đi đâu mà? Diệu ơi, tôi khổ quá, tôi chết quá Diệu ơi. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Hả? Tí má tôi biết chuyện rồi. Tí dứt khoát từ bỏ tôi. Tôi biết làm sao đây hả Diệu? Không sao đâu. Chắc bác Tư giận quá cho nên bác nói vậy thôi. À, hay là Trâm cứ ở nhà tôi mấy hôm đi. Đợi khi nào bác Tư nguội á, rồi mình về xin lỗi nha. Không đâu Diệu ơi. Tôi biết tính của tí tôi mà. Ông không có tha thứ cho tôi đâu. Thôi mà, đừng có khóc nữa mà. Thế nào thì mình cũng có cách giải quyết thôi. Bây giờ trước mắt Trâm cứ ở tạm nhà tôi đi. Không có được đâu. Tí tôi nói á, tí mà còn thấy mặt tôi ở làng á, một là ông giết tôi chết, hai là ông tự giận cho vừa lòng. Thôi Trâm đừng lo lắng quá. Bây giờ bữa nay á, cứ lại với tôi đi, rồi từ từ mình tính tiếp ha. Ha, nín đi đừng khóc nữa. Sao? Bây giờ em đã hoàn toàn tin tưởng anh chưa? Em tin rồi. Nhưng mà... Nhưng sao nữa đây? Em không có muốn anh dọn đi chỗ khác. Thật lòng anh cũng không có muốn đâu. Nhưng mà hoàn cảnh hiện nay của anh, em cũng biết rồi đó. Anh tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Dọn về bên đó vừa không tốn tiền nhà, vừa không tốn tiền ăn, mỗi ngày chịu khó đưa đón con bà chủ đi học thôi. Em không chịu đâu. Lỡ như hai người đưa đón rồi có tình cảm thì sao? Em lại ghen nữa rồi. Tại em yêu anh nên em mới ghen. Em phải đề phòng chứ. Anh à, anh đừng có dọn đi đâu hết á. Bắt đầu từ tháng này em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh. Không được đâu. Anh không muốn mang tiếng lợi dụng người mình yêu. Kỳ lắm, anh không thích vậy. Đây là em tự nguyện. Anh thật lòng thương em thì mình trước sau gì cũng thành vợ chồng mà. Bây giờ em lo cho anh, rồi sau này anh lo lại cho em. Không có gì phải ngại hết. Hú hồn. Mình cứ tưởng bị nó lột mặt nạ.
ai về con nhỏ dễ bị dụ quá. Loan à, anh yêu em nhiều lắm. Nhất định sau này em sẽ là người vợ hạnh phúc nhất trên đời này. Những gì anh nói Thành không được quên đó nha. Làm sao mà anh quên được? Chỉ kẻ không có trái tim mới không biết trân trọng tình yêu của một cô gái tốt như em. Nhất định là sau này anh sẽ bù đắp cho em. Ừ. Em chỉ cần anh thương em, đối xử tốt với em, như vậy là đủ rồi. Điều đó thì anh dư sức đáp ứng cho em. Nè, bây giờ trời nắng rồi, mình ra bến xe được chưa? Chút xíu nữa mà trời nắng gắt á là không tốt cho làn da của em đâu. Ừ, dạ rồi. Vậy mình đi nghe. Em ơi. Dạ. Tính tiền giùm anh đi. Dạ, đợi chút. Anh Hiệp thương mình như vậy mà mình lại nghi quan cho anh. Tất cả là những lời nói hồ đồ của Thái đó. Đẹp quá, ước gì mốt mình cũng như vậy. Bữa nay vui quá chị ha. Trâm, Trâm ơi, Trâm đừng làm Diệu sợ nha. Diệu ơi, anh đẹp. Trâm, tôi hiểu lòng Trâm hiện giờ, nhưng mà Trâm phải cố gắng mạnh mẽ lên mới được. Cũng vì anh ta mà Trâm mới ra nông nổi này. Trâm đừng có thèm luyến tiếc con người bội bạc đó nữa, nghe Trâm. Thôi mà, đừng có buồn nữa mà Trâm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Trâm ra đi xây dựng một cuộc đời mới. Trâm phải cắt đứt những chuyện không vui ở quá khứ để nhẹ lòng nha Trâm. Trâm, Trâm sẽ nghe lời Diệu, sẽ cố quên anh Đạt. Trâm đi, Diệu nói giùm anh Đạt, mạnh giỏi nha. Nhưng mà Diệu ơi, Trâm đau lắm, đau lắm. Trâm, thôi để tôi đưa Trâm ra xe, chứ để trễ chuyến này là chờ lâu lắm. Trâm nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi tin thế nào bác Tư cũng ngu giận thôi à, nha Trâm. Thôi, mình đi nha. Mình đi đi Trâm. Má ăn xoài đi má. Ngọt lắm đó. Thấy con vui vẻ hạnh phúc vậy má mừng lắm. Nhưng ngay từ đầu con phải nắm quyền, chứ đừng có nhân nhượng. Chồng con nó sẽ được nước lấn tới, biết chưa? Má khỏi lo đi. Anh Đạt bây giờ con nói sao là anh nghe vậy à? Ừ, giỏi, con gái của mẹ giỏi lắm. Không những anh Đạt nè, mà ngay cả má chồng của con á cũng nể con lắm. Ừ. Má biết không, bà nói là ngày mai á bà sẽ bàn giao tất cả sổ sách cho con quản lý đó. Ờ, vô nhà đó con phải ráng sức lấy lòng bà hai. Chỉ cần bà thương á là con sẽ có tất cả. Còn ngược lại á, con sẽ rất thê thảm đó. Con biết mà má. Cái nhà đó mọi quyền hành nằm trong tay má chồng của con. Con đâu có ngu gì mà làm mất lòng bà. Ừ. Mà bây giờ chính thức là con đã bước chân vô nhà đó rồi. Nhưng mà con lo là con không biết làm cách nào để cho má trang trải nợ nần. Con cứ làm theo lời của má. Có thể lúc đầu chưa lấy được nhiều, nhưng mà được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu con. Mà bây giờ con phải làm gì giờ? Mà con nói trước nha, con không có ăn cắp đâu đó. Còn mà làm như vậy á là má chồng con nghi con liền á. Má đâu có ngu gì mà xúi con ăn cắp. Trong nhà vừa mới có thêm người lại bị mắc của. Họ nghi con là cái chắc. Thì bây giờ con phải làm cái gì? Má có cách nào không? Theo má như vậy nè, con lấy vàng thật thế vàng giả, được không con? Giúp má đi. Thôi má ơi, thôi con không làm đâu. Lỡ mà má chồng con mà phát hiện ra thì con biết ăn nói sao với bà. Má là má của con, không bao giờ má đẩy con vô chỗ chết hết á. Con nghe lời má, má bảo đảm với con, bà hai không nghi ngờ gì con hết á. Nghe, nghe lời má nha. Nghe con. Con. Nơi thu xưa.
từ đây vắng người chung đường. Nghe bơ vơ tình rơi khúc sâu đêm trường, vội vàng buồn thiu. Con chịu đâu phải lấy vợ của ông. Ông lấy cái quyền gì mà cấm cản tôi? Hả? Tao lấy cái quyền gì hả? Tao vô tao nói cho vợ mày biết chuyện tối đêm qua, để coi lúc đó tao là người có quyền hay không. Cả đêm hôm qua ông không ngủ à? Có phải là ông với con Nhi nói tầm bậy? Anh đừng vội đắc ý. Trên đời này không có sự dối trá nào che đậy được mãi đâu. Cậu em à, anh đâu có định che đậy mãi đâu. Chỉ một thời gian ngắn thôi. Đêm nát dạ môi sầu. Còn có gì nằm ở bên sông á má? Mãi mê tìm nhau bên đời. Nó không có hiểu con chịu á. Nó có cái gì mà hai anh em con là hết thằng Đạt rồi tới con rồi cưới nó. Phát à, má sẽ tìm mối khác xứng đáng cho con, đừng có lo. Chịu thì có gì không đàng hoàng má.